An Toàn chào mừng các anh chị quay trở lại với Dandy, thương hiệu nhà bếp cao cấp hàng đầu Việt Nam. Ngày hôm nay thì An Toàn sẽ lại mang đến cho các anh chị một mẫu điện tử mang model M440. Đây là sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Và với thiết kế vô cùng sang trọng và với công nghệ vô cùng hiện đại của Dandy tích hợp vào thì An Toàn tin chắc rằng đây sẽ là một sản phẩm mà các anh chị sẽ rất yêu thích. Còn bây giờ thì hãy cùng An Toàn trải nghiệm sản phẩm này các anh chị nhé. Đầu tiên là các anh chị nhìn vào bảng điều khiển. Ở đây nó có rất nhiều các cái nút điều khiển. Nhưng đặc biệt ở đây nó có 6 chế độ đun nấu, các anh chị có thể nhìn thấy ở trên bảng điều khiển này. Bao gồm Power, đây là cái chế độ thông thường. Chế độ Certified, đây là chế độ xào nấu. Chế độ Water, đây là chế độ đun nước này. Chế độ Soup này, chế độ hầm này. Và chế độ giữ ấm thức ăn. Đây là 6 chế độ mà nó sẽ đáp ứng được tất cả các nhu cầu đun nấu của các anh chị. Chúng ta sẽ khởi động bếp bằng việc ấn vào nút nguồn ở đây. Tiếp theo là các anh chị lựa chọn cho An Toàn một chế độ nấu bằng việc ấn vào chữ M. Ngay lập tức khi mà ở trên bếp không có nồi, nó sẽ hiện E7. Hoặc là trên bếp có nồi nhưng không phải nồi mà có đáy từ thì nó cũng sẽ hiện E7. Đây là chế độ nhận diện vùng nấu. Tiếp theo, An Toàn sẽ đặt chiếc nồi này lên. Đây là một chiếc nồi từ của Dandy. Ngay lập tức bếp nhận nồi và nó thể hiện luôn công suất. Chúng ta chỉ việc sử dụng ngón tay để chúng ta điều chỉnh mức công suất trên cái thanh slide này. Từ P1 cho đến P9, đây là 9 mức công suất của chiếc bếp. Các anh chị cũng có thể sử dụng phím cộng trừ để điều chỉnh. Và chúng ta sẽ trải nghiệm qua các cái chế độ nấu nướng. Chế độ Power, đây là chế độ mặc định cơ bản của bếp. Chế độ xào nấu. Ở chế độ xào nấu này thì nó sẽ không hiện mức công suất mà nó sẽ hiện mức nhiệt độ. Vì khi các anh chị lựa chọn chế độ này, nó sẽ có một chức năng đó là ổn định nhiệt độ, giúp cho các món chiên, xào, nấu của các anh chị nó sẽ được ngon hơn và chất lượng hơn. Chúng ta có chế độ đun nước. Nó sẽ mắc công suất là 2000. Và nó mặc định luôn, hoặc là các anh chị khi đặt chế độ đun nước thì nó sẽ mặc định luôn công suất là 2000. Chế độ nấu súp. Nó cũng sẽ mặc định luôn ở đây là 1800. Các anh chị có thể trượt trên thanh slide này nhưng nó sẽ không bị thay đổi. Đây là chế độ nấu súp. Chế độ hầm cũng sẽ mặc định luôn là 1800. Chế độ giữ ấm thức ăn. Ở đây các anh chị sẽ có 3 cái mức nhiệt độ các anh chị lựa chọn. Thứ nhất là 80 độ C, đây là cao nhất. Tiếp theo là 60 độ C và cùng là 40 độ C ở cái chế độ giữ ấm thức ăn này. Ở đây chúng ta có một nút có hình tam giác, đây là cái nút gọi là nút tạm dừng. Với chế độ tạm dừng này nó sẽ giúp cho các anh chị rất thuận tiện trong việc nấu nướng. Ví dụ chúng ta đang đặt ở một chế độ như thế này, nhưng các anh chị có việc phải đi ra ngoài và chúng ta không muốn là phải tắt bếp rồi lại cài đặt lại chế độ thì chúng ta sẽ ấn tạm dừng. Lúc này bếp sẽ giữ nguyên chế độ trước khi tạm dừng của các anh chị. Khi các anh chị quay trở lại đầu nướng, chúng ta chỉ việc ấn lại vào nút tạm dừng để khởi động lại bếp. Như vậy là chúng ta sẽ không cần phải cài đặt lại, rất là tiện. Ở phần bảng điều khiển bên này chúng ta có thể nhìn thấy 3 nút chức năng. Đầu tiên chữ B, đây là nút ở chế độ Booster. Để sử dụng được chức năng booster này thì các anh chị phải lựa chọn cho An Toàn về chế độ mặc định của bếp là Power. Tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào nút B. Lúc này chế độ đun siêu nhanh booster sẽ được khởi động và nó sẽ tiết kiệm được đến 50% thời gian đun nấu các anh chị. Để tắt chức năng booster này đi, các anh chị chỉ việc là chúng ta trở lại vào thay slide này. Đã để lựa chọn mức công suất khác, nó sẽ tắt chức năng booster đi. Bên cạnh chức năng booster là chức năng hẹn giờ. Với chức năng hẹn giờ này, các anh chị hoàn toàn chủ động trong việc nấu nướng với các loại thực phẩm, các món ăn mà có yêu cầu về thời gian đun nấu thì chức năng hẹn giờ này nó sẽ rất hữu dụng. Chúng ta sẽ ấn vào hình đồng hồ. Tiếp theo là các anh chị sẽ ấn vào nút cộng trừ để chúng ta lựa chọn thời gian. Thời gian ở đây có thể tối đa lên đến là 3 giờ đồng hồ. Để tắt chức năng hẹn giờ đi thì các anh chị sẽ giúp An Toàn là chúng ta điều chỉnh thời gian về 0. Hoặc là các anh chị có thể ấn trực tiếp vào nút nguồn để chúng ta tắt chế độ hẹn giờ đi. Và cuối cùng, đó là chế độ khóa. Với chế độ khóa này, chúng ta sẽ khóa toàn bộ chức năng bàn phím ở trên bảng điều khiển. Chính vì vậy, nó sẽ giúp các anh chị đảm bảo an toàn nếu các anh chị có việc phải đi ra ngoài mà trong nhà có vật nuôi, có trẻ nhỏ. Để tránh tác động vật lý lên bảng điều khiển thay đổi lại chế độ đun nấu thì chức năng khóa này nó sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Để sử dụng chức năng khóa này, các anh chị ấn vào phím khóa. Trên bảng điều khiển nó sẽ hiện ngay chữ LOC, đây là viết tắt của chữ lock. Lúc này thì tất cả các cái phím điều khiển ở trên này nó sẽ bị vô hiệu trừ nút nguồn. Và để bật lại chế độ nấu bình thường, các anh chị ấn và giữ khóa trong vòng 2 giây. Lúc này chúng ta có thể sử dụng bình thường.
Và như vậy em Toàn và các anh chị đã cùng trải nghiệm mẫu bếp điện từ này. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi video của Dandy. Chúc các anh chị có những giây phút nấu ăn vui vẻ trong căn bếp của gia đình mình. Xin chào và hẹn gặp lại.